Chiến thắng là sinh ngày mùng 2 tháng 8 nhỉ? Vâng. Nói chung là em nghĩ là mình làm hết sức chắc chắn anh ạ. Đúng rồi. Đúng. Bởi vì thực ra là em đã được khiếu nại rất nhiều lần và đã rất là thành công trong cái việc anh khiếu nại với chúng đúng. Đúng không? Đúng thế. Thế nên là như này, biên bản từ anh Lộc phải hết sức chặt chẽ. Đúng rồi. Và chứng minh rất đúng. Đúng, bởi vì đúng thế. Khi mà em đã quyết định khiếu nại. Chú làm nghề gì em, đây? Em anh có biết cái vụ mà ở trên Hà Nội có cái vụ mà Sở Giao thông Công chính mà anh Bộ Giao thông Vận tải mà phải ra tòa kiện ấy. Anh không biết. Tức là cái đấy là của em ở trên diễn đàn thì anh không biết mà vâng. Anh chỉ nói với chú là chú làm nghề gì để anh giải quyết đấy. À thôi, trong biên bản cần gì người đó anh. Ồ, anh ghi là lao động tự do. Là chú thế thì ý kiến của chú nhá. Còn chú một không tôi thì không phải lao động tự do á. Vâng. Đó là kiểm tra cho anh cái hồi ngày giờ của
sợ xe không tính chủ mà. Không, không. Xe mà tên tính chủ. Vâng. Chắc là chú này vẫn chưa nhận thức được cái đầy đủ cái vườn đấy. Không, em khẳng định luôn đấy là em đi vào phần bên phải của phần đường. Còn anh nói em vượt phải thế thì em cũng chịu thôi. Cái đấy thì anh em mình không giống nhau, mỗi người hiểu khác nhau đúng không anh? Từ ngữ là nó có giải thích từ ngữ trong luật hết chứ em? Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Còn em sẽ khẳng định luôn trong cái đơn khiếu nại là em đang đi bên phải hoặc phần đường. Thì đường đấy như anh nói có thể cho đi từ 4 làn trở lên đúng không? Thì cái chuyện em đi ở bên phải phần đường là chuyện bình thường. Còn cái chuyện em không quan tâm cái tốc độ của cái xe bên trái nó như thế nào đúng không? Trong cái hình ảnh đấy chỉ thấy em đi như thế này, em đi vào làn trong. Thế bây giờ cả cái luồng đấy ý anh nói là bạn được có được 3-4 làn xe chứ phải đi một làn xe đúng không? Anh nói với em nhé, anh hỏi anh đã giải thích cho em rồi. Ở một cái phần đường nó quy định nhiều làn xe thì em chuyển hướng sang vườn bên phải thì em mới đi đậu xin vượt. Vâng. Còn ở phần đường nó không quy định các làn đường. Vâng. Thì em muốn vượt thì em phải có tín hiệu xin thế vượt. Thì em chứ. Hỏi anh như anh nói lúc anh nói với em rộng, là cái đường rộng có từ 4 xe song song đi trở lên. Nhưng thế thì như anh định, nói là nhưng không, người ta không quy định các cái làn đường thì em không được phép vượt. Ok ok thôi thôi. Như thế là anh em mình em không hiểu nhau rồi đúng không? Tức là như anh nói là cái đường mà đường chỉ có một làn đường nhưng đường đấy rộng 4 làn xe trở lên chỉ được phép đi một làn xe đúng không? Theo đúng như anh nói đúng không? Đúng như anh vừa nói. Ok. Chỉ được phép đi một làn xe, còn anh đi làn trong thì đương nhiên đấy là vi phạm đúng không? Bởi vì anh đi làn trong còn cái luyện làn trái người ta đi chậm người ta dừng lại là anh thành vượt phải. Đấy. Cái đấy thì không phải đâu anh ơi. Anh không giải thích với chú thế đâu. Anh vừa giải thích như thế. Anh chẳng giải thích như thế. Anh còn vẽ sơ đồ cho em xem cơ, đúng không? Cái này chắc không cần đúng không anh? Đúng rồi, đấy phải em. Hà Nội cấp à? Vâng, em người Hà Nội. Vâng, không vấn đề gì cả. Cái đấy cái em cũng quen rồi. Em xem đi ạ. Từ từ anh cho anh xem hẹn cái ngày. Chưa đẹp hết. Hẹn cái ngày đi mình làm việc. Vâng.
thôi bây giờ em ghi ý kiến của em vào đây. Không, bây giờ em sẽ ghi là xe ghi về chỗ ý kiến của người vi phạm. Đúng rồi, đây chỗ này em ghi ý kiến của em đây. Công nhận gì đó em có ý kiến nhé. Cả cái chỗ này của em không đấy. Thế được chưa? Nhất trí thôi. Để xem một miên nhé. Em giữ của em một kia, giữ phép lái xe. Xong chưa anh? Xong rồi.